xoay, các bạn xoay quay cái object. Đấy, và ở đây thì nó có cái là scale này, là để kéo cái này, tức là mình hoặc là mình thay đổi cái này, chính là thay đổi cái giá trị của cái scale này, chính là cái thuộc tính scale này, chính là cái độ co giãn của object. Ví dụ mình vẽ một cái ảnh là có kích thước là 2, nhưng bạn muốn hiển thị lên là 4 thì bạn phải nhân scale là 2, đúng không? 2 × 2 = 4 mà scale tức là giãn rộng nó ra. Đấy, thì cái này chính là cái cho phép mình kéo rộng, giãn cái một cái object ra. Rồi, bây giờ tôi sẽ thử làm cái Flappy Bird giới thiệu cho các bạn ở trên cái màn hình này. Thì tôi đã mình đã download cái file asset của Flappy Bird về đây. Đây chính là cái file asset của Flappy Bird, không có đủ không? Nên mình sẽ import cái file này vào. Thì cái file này bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái gì ạ? Có các ảnh, đúng không? Ví dụ cái Flappy Bird thì nó có cái ống, ống trên và ống dưới, đúng không? Thì đây là cái ống quay lên, cái ống quay xuống này. Để làm hai cái đối đầu nhau như này nhá. Các cái hình con chim bạn sẽ thấy là ví dụ con chim này mình có hình thứ nhất là hình giơ cánh lên này, hình thứ hai là giơ cánh ngang này, hình thứ ba là giơ cánh cụp này, tức là mình sẽ thế này. Đấy, ba cái hình này sẽ tạo thành một cái chuyển động như này, đúng không? Với cánh flap. Ngoài ra thì còn có chết này, đúng không? Đây, các cái nút đấy, và cái này là cái nền đất ở dưới chạy, đúng không? Đây là cái hình nền nên là sau thì Unity cho phép mình import cái file này vào, và nó import thì sẽ nằm ở trong thư mục project này, đúng không? Bạn sẽ thấy này, tạo mới một project là sprite. Tôi đặt tạo mới một cái thư mục tên là sprite, tức là để tôi lưu trữ có thể nhiều ảnh để cho trong này. Thật ra các bạn không cần tạo thư mục cũng được, nhưng mà tạo thư mục để chúng ta tụ tập cái thói quen là cất giữ các cái tài liệu một cách ngăn nắp để dễ tìm kiếm, đúng không? Đấy, thì tôi tạo sprite và tôi import cái sprite này vào. Thì mặc định khi import, nếu mà mình chọn là 2D thì nó sẽ chọn cái thuộc tính của cái ảnh này là sprite 2D và UI, đúng không? Thì nhưng mà mặc định của nó sẽ là single, tức là một cái file đấy là có một sprite thôi, và kích thước nó bằng đúng cái kích thước của cái đấy. Khi mà mình kéo cả cái này vào single vào thì bạn sẽ thấy là nó hiển thị toàn bộ ra, đúng không? Nhưng mà Unity lại hỗ trợ chúng ta là tự động cắt cái sprite này. Đây, tự động cắt cái này thành nhiều object thì bằng cách chúng ta chọn thuộc tính sprite mode bằng multiple, chọn outline và sau đấy là chọn sprite editor. Thì ở trên này chúng ta sẽ thấy nó có cái công cụ gọi là slide. Mình chọn slide thì tự động là Unity nó sẽ cắt các cái khung, ví dụ như cái khung này. Chúng ta là một cái sprite này, khung này một sprite này, khung này một sprite này. Đấy, các khung này mỗi cái một sprite này, mỗi con chim này cũng là một sprite này, đúng không? Đấy, sau đấy chúng ta apply thì nó sẽ ra đây rất nhiều sprite. Và mỗi sprite chúng ta có thể nhìn thấy được cái hình ảnh preview này. Thật ra nó không cắt, nó là logic, nó cắt một cái logic, định nghĩa các cái khung sẽ là chữ nhật đấy, xong rồi lấy từ cái ảnh gốc ra một cái cơ vùng nhỏ trên ảnh. Bây giờ sau đấy là chúng ta sẽ thấy là, đây là sau khi import sprite vào này, tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về scene, đúng không? Scene là gì? Scene chính là cái màn, chính là một cái màn trơn. Ví dụ các bạn tạo mặc định đây, tạo mới một scene này, và file new scene này, thì mặc định cái scene này nó có một cái camera này và cái tên của nó là untitled. Các bạn sẽ lưu scene này bằng cách xếp này, xếp scene này, giả sử như tôi đặt là main game. Flappy Bird thì thật ra là nó có mỗi main game, không có cái gì khác nữa. Một số game thì nó có menu này, xong mà vào level 1 thì xin 1, level 2 xin 2 hoặc gì vậy. Đại loại là nó tùy theo cái cách thiết kế của người thiết kế mà có bao nhiêu xin. Nhưng Flappy Bird chẳng hạn thì chúng ta chỉ dùng một xin thôi. Thì trong xin này nó có cái camera. Camera là gì? Camera là một cái không nhìn. Các bạn tưởng tượng trong game là Unity 3D, Unity là công cụ 3D mà. Thì trong Unity thì các object là ví dụ như các bạn trong phòng này nhá, tôi lấy ví dụ các bạn trong phòng mà cả có các bàn ghế rồi các thứ ở trong phòng này là một các object trong game. Thì khi mà tôi là camera, tôi đặt cái hướng nhìn camera của tôi như này thì tôi sẽ không nhìn các bạn, tức là cái đấy nó không được vẽ lên các bạn, vẽ lên màn hình. Nhưng mà các object trong cái này lớp này là vẫn hoạt động, vẫn tương tác với nhau, hai bạn vẫn có thể là nói chuyện với nhau,
đúng không? Vẫn có thể chạm vào nhau. Đấy, đánh nhau chẳng hạn. Nên là các object trong game thì thường nó sẽ va chạm đánh nhau. Thì chẳng qua nó không vẽ màn hình thôi, chứ còn thì nó vẫn là hoạt động bình thường. Các bạn hiểu ý chưa? Và camera quay đi đâu thì nó sẽ vẽ lên đến đấy. Đấy là camera. Thì mặc định nó tạo một cái camera này, mình có thể tạo nhiều camera. Nhiều camera